Alo em, chào đại gia đình, mình đã quay trở lại với kênh của em nha cả nhà. Đây, sáng nay em lại tiếp tục đi ra thăm vườn bí đỏ của em, xem là em đã thu hoạch được chưa nhé cả nhà. Đấy, nó trái nó cũng già tương đối rồi cả nhà. Là em cỡ độ 1 tuần đó, tuần sau là em được thu hoạch ở cả nhà. Đây, cả nhà mình nhìn thấy không? Đó, đây, trái đây. Đó. Trái đây. Cả nhà mình nhìn thấy nó như vậy chứ nó chưa có già đâu nhé cả nhà. Nó phải vàng một tí là cái trái nó nổi phấn lên là nó mới già. Đây, em sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà mình xem. Đó. Đây nè cả nhà. Đó, trái của nó đây. Đó. Cả nhà mình nhìn thấy như vậy nhưng mà nó chưa có già đâu. Nó vẫn còn non lắm. Em độ là tuần nữa là em được thu. Cái này cả nhà mình cấy mình để ý khi nào mà cái trái của nó mà như vậy nè cả nhà, nhưng mà nó nổi phấn lên ấy, có nghĩa là ở ngoài cái lớp da này này nó nổi lên một cái lớp phấn trắng ấy. Đó, như vậy này là nó già là mình thu hoạch được nhé cả nhà. Còn nó mà như vậy là nó chưa có thu hoạch được đâu, tại vì cái này ấy là mình thu hoạch về mình chưa có ăn ngay, nhưng mà có thể là cả nhà mình để được 1 tháng hoặc 2 tháng, có khi là được cả 3 4 tháng cũng ăn vẫn được cái cả nhà, nhưng mà mình phải để cho nó già hẳn đi thì mình mới hái được nhá cả nhà. Còn cái này thì nó của em thì nó chưa được có già mấy. Đó, đây quay cho cả nhà xem. Đó, nó chưa có được già mấy. Đó, nó nằm ở dưới lá nhiều lắm, để vặt cho cả nhà mình xem. Đó. Đây. Có cả nhà, đó. Đây nữa này, đó, quả này thì nó chưa chưa già mấy. Nó đang 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 vô già thôi chứ chưa có già. Đây, cả nhà mình nhìn thấy không? Đó, nó chưa nó đang chuẩn bị già thôi chứ nó chưa có già. Đó, cả nhà mình thấy không? Đó. Chưa, cái này nó chưa có già mấy cả nhà. Đó. Đấy, em tiêu bắt hết cho cả nhà mình xem. Trái nó nằm ở dưới đấy. Đó, cả nhà mình thấy không? Cái bí hồ lô này thì cái công dụng của nó thì nó làm được nhiều, chế biến được nhiều món ăn đấy cả nhà. Đây này. Đó, em đi coi nó già chưa nhưng mà nó chưa có già. Đó. Đây này. Nằm lên ca lên kênh. Đó, cả nhà mình nhìn thấy chưa? Đó. Hôm tuần trước nữa là em có quay một cái video cho cả nhà mình xem là nó vẫn còn đang xanh nhé cả nhà, nhưng hôm nay nó đã già rồi. Già nhưng mà nó chưa có tới tuổi để em thu hoạch thôi. Đó. Này, bí xanh này thì bí hồ lô này thì cái công dụng của nó là mình nấu chè ăn này cả nhà cũng được này, đỡ nhức nhức đầu. Đó. Đỡ nhức đầu rồi hầm xương cũng được, hoặc là mình nấu canh gì đó ăn cũng rất là ok. Đó, cả nhà mình nhìn thấy chưa? Đây, trái của nó đây. Đây, trái nhỏ nhỏ. Đó.
Đây cho. Trái nè. Đó, trái đó. Trái đó. Đó, không. Em phải vặt vặt cái lá ra cho cả nhà mình xem để cả nhà mình thấy trái. Không thì cả nhà lại bảo ui sao thấy lá không không thấy trái đó. Trái trái này nằm dưới em không có cho leo dẹt. Cả nhà mình có xem được kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký, một like và một lượt chia sẻ để ủng hộ em nhé cả nhà ơi. Đó. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy chưa? Thôi em đi qua bên kia vườn em một tí xíu. Rồi em xin kết thúc video đây. Cả nhà mình có xem được kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và một like nha cả nhà. Nên chào tạm biệt cả nhà nhé. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nhé.